Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Văn hóa xã hội, chuyên đề Văn hóa thể thao của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Phần mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những hoạt động văn hóa thể thao đáng chú ý trong thời gian qua. Nhằm xác định số lượng, loại hình, hiện trạng các di sản văn hóa phi vật thể của ba dân tộc Mông, Dao, Xa Phó trên địa bàn tỉnh đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ghi danh, Lào Cai đã xây dựng kế hoạch kiểm kê theo 7 loại hình, thời gian kiểm kê từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2024. Nội dung kiểm kê gồm tiếng nói, chữ viết, các thuật ngữ, phương ngữ, nghệ thuật thư pháp, ngữ văn dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội, lễ hội truyền thống, nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian. Từ kết quả kiểm kê, tỉnh sẽ lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với di sản đủ tiêu chí, tiêu chuẩn, danh mục di sản văn hóa phi vật thể thực hành tốt trong cộng đồng và danh mục di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp nếu có. Lào Cai hiện có 41 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó 2 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thưa quý vị, bảng nữ giai đoạn 2 vòng chung kết xếp hạng giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2024 sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Đa năng tỉnh Lào Cai từ ngày 7 đến 17 tháng 11 năm 2024. Giải do Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Sở Văn hóa Thể thao Lào Cai phối hợp tổ chức. Bảng nữ giai đoạn 2 năm nay gồm 9 đội bóng chuyền nữ thuộc các câu lạc bộ bóng chuyền chuyên nghiệp xếp hạng từ thứ nhất đến thứ 9 quốc gia tham gia. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng từ thứ nhất đến thứ 9. Kết thúc đấu vòng tròn, 4 đội top đầu vào thi đấu vòng chung kết. Đội hạng 1 gặp đội hạng 4 và đấu trận bán kết 1. Đội hạng 2 gặp đội hạng 3 thi đấu trận bán kết 2. Hai đội thắng ở trận bán kết 1 và 2 sẽ vào thi đấu trận chung kết. Hai đội thua ở trận bán kết 1 và 2 sẽ thi đấu trận tranh hạng 3. Lễ khai mạc giải dự kiến tổ chức vào 20 giờ ngày 7 tháng 11 năm 2024. Bế mạc vào ngày 17 tháng 11 năm 2024, ngay sau khi kết thúc trận chung kết của giải. Tất cả lễ khai mạc, bế mạc và các trận đấu được tổ chức tại nhà thi đấu Đa năng tỉnh Lào Cai. Các trận thi đấu chủ yếu diễn ra từ 14 giờ đến 20 giờ để tạo điều kiện thuận lợi cho đông đảo người dân, cán bộ trên địa bàn tỉnh đến xem và cổ vũ cho giải. Tại thành phố Lào Cai, Ngân hàng Chính sách Xã hội phối hợp với 4 tổ chức, hội đoàn thể chính trị xã hội tổ chức hội thi văn nghệ Ngân hàng Chính sách Xã hội năm 2024 khu vực 1. Hội thi thu hút sự tham gia của 314 thí sinh, diễn viên không chuyên của 10 đội thi đến từ 10 tỉnh, gồm Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Tuyên Quang, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Thái Nguyên, Bắc Cạn và Cao Bằng. Các đội thi đã mang đến cho hội thi những chương trình nghệ thuật có sự đầu tư giản dựng công phu kỹ lưỡng, trang phục đẹp. Nội dung chương trình với kết cấu chặt chẽ, logic, gần gũi dễ hiểu, vừa đảm bảo tính nghệ thuật, vừa khéo léo lồng ghép các nội dung tuyên truyền về chính sách mới của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Kết quả ban tổ chức trao 15 giải ba, 10 giải nhì, 5 giải nhất cho các tiết mục đặc sắc. Đoàn Lào Cai với chương trình nghệ thuật Lào Cai, Ngân hàng Chính sách Xã hội Tôi Yêu đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn. Giải nhì toàn đoàn thuộc về đội thi đến từ tỉnh Sơn La. Đội thi đến từ tỉnh Thái Nguyên giành giải ba toàn đoàn. Bởi đội thi còn lại giành giải phong trào. Chiều mùng 2 tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện Bát Sát phối hợp với tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức họp báo công bố giải đua xe ô tô địa hình Bát Sát Off-road Challenger huyện Bát Sát lần thứ 2 năm 2024. Giải là một trong chuỗi các hoạt động của sự kiện lễ hội mùa thu Bát Sát năm 2024. Tại buổi họp báo, ban tổ chức lễ hội mùa thu huyện Bát Sát đã thông tin về các hoạt động nổi bật của lễ hội năm nay. Giải tổ chức trong 2 ngày 24 và 25 tháng 8. Với số lượng đội thi dự kiến tăng gấp đôi so với năm ngoái, với hai nội dung thi đấu là hạng cơ bản và hạng nâng cao. Mỗi hạng dự kiến thi 5 bài, các vận động viên sẽ thi tính điểm kỹ năng lái xe bán tải, lái xe SUV vượt chướng ngại vật, tính điểm theo thể thức tính thời gian. Về cơ cấu giải, ban tổ chức sẽ trao giấy chứng nhận, kỷ niệm chương và tiền mặt cho các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích, giải đội đua ấn tượng và giải nhất các bài thi. Địa điểm tổ chức tại thôn 3, xã Bản Vược, huyện Bát Sát. Địa điểm khai mạc, bế mạc và trao giải tại quảng trường trung tâm huyện Bát Sát. Cùng với giải đua xe, ban tổ chức cũng tổ chức các hoạt động bên lề hấp dẫn khác. Ban tổ chức sẽ mở cổng đăng ký online trực tuyến và đăng ký qua số hotline vào ngày 8 tháng 8.
giải đua xe ô tô địa hình Passat Offroad Challenger 2024 huyện Passat nhằm tạo sản phẩm du lịch mới, độc đáo hấp dẫn để giới thiệu quảng bá tài nguyên du lịch Passat đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước. Đồng thời qua giải đua xe, khuyến khích người dùng xe địa hình tham gia vào các hoạt động xã hội, cứu hộ từ thiện ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giao thông đi lại khó khăn. Vừa qua tại nhà thi đấu Đa Nang tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh tổ chức giải vô địch cầu lông tỉnh Lào Cai năm 2024. Tham gia giải có gần 100 vận động viên đến từ 14 câu lạc bộ cầu lông mạnh trong toàn tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở 7 nội dung gồm đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam đôi nữ và đôi nam nữ phối hợp. Với mỗi nội dung tùy theo số lượng vận động viên tham gia được tổ chức thi đấu loại trực tiếp hoặc thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra những vận động viên xuất sắc vào vòng trong. Qua giải đấu không chỉ tạo sân chơi môn thể thao bổ ích cho các vận động viên đam mê môn cầu lông mà còn là dịp để tăng cường giao lưu học hỏi, đánh giá sự phát triển môn cầu lông trong thời gian qua. Theo đánh giá của ban tổ chức, giải đấu năm nay có lực lượng vận động viên khá đồng đều. Bên cạnh những gương mặt vận động viên đã tham gia giải nhiều lần, năm nay ban tổ chức cũng phát hiện được những nhân tố mới, những vận động viên trẻ tài năng ở một số câu lạc bộ trong tỉnh. Đây sẽ là những nhân tố, lực lượng vận động viên bổ sung cho đội tuyển cầu lông của tỉnh trong thời gian tới. Sau 2 ngày thi đấu, với gần 200 trận cầu sôi nổi, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những trận cầu hay, đẹp mắt, những pha cầu kịch tính hấp dẫn, góp phần làm nên thành công của giải. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 7 bộ giải nhất, nhì, ba ở các nội dung thi đấu cho các vận động viên xuất sắc. Quý vị và các bạn thân mến, với đôi bàn tay khéo léo, 50 năm qua, ông Hoàng Phủ Vàng ở tổ dân phố Na Đẩy, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương vẫn miệt mài tạo ra những sản phẩm đan lát tinh tế đẹp mắt. Qua đó không chỉ tạo thu nhập, nâng cao đời sống kinh tế của gia đình mà còn góp phần gìn giữ nghề truyền thống của dân tộc. Từ khi còn nhỏ, người đàn ông dân tộc Nùng này đã được ông, được bố cầm tay hướng dẫn làm từng chi tiết của chiếc cùi truyền thống. Càng ngày ông càng đam mê, tình yêu với những sản phẩm thủ công truyền thống cũng lớn lên, giúp ông tạo ra được những gùi đan tinh tế, đẹp mắt, phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt của đồng bào nơi đây. Truyền thống từ các cụ thời xưa rồi, các cụ truyền cho từ lúc còn nhỏ, học thì phải kiên trì thì mới học được. Đan được một tuần thì vứt mấy chục cái đấy, lại học lại. Chục cái rồi đến những cái thứ 11 thì nó thành xem một tí, chưa bán được. Còn thứ 12, 15 thì bắt đầu là biết rồi. Thì lại càng ngày thì càng đẹp ra. Những chiếc gùi này được ông Hoàng Phủ Vàng làm ra từ chính các nguyên liệu tại địa phương. Không dùng tre mây như ở một số nơi khác. Ông Vàng dùng cây trúc rừng để đan gùi. Các bước để làm ra một chiếc gùi cũng vô cùng tỉ mỉ. Trung bình mỗi ngày, với đôi bàn tay thoăn thoắt, khéo léo, ông Vàng có thể làm được 2 chiếc gùi. Các sản phẩm của ông không chỉ bền mà có tính thẩm mỹ cao nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Tôi là một cái điều có ăn vàng đây. Cái điều nó là điều cây trúc, chứ không phải cây vầu. Thế là nó đan đẹp, đấy ai cũng thích. Tôi là mua 2 cái đi nhà sử dụng. Từ xưa, chiếc gùi đã gắn liền với cuộc sống của đồng bào vùng cao. Tuy nhiên, cuộc sống phát triển, thu nhập từ nghề đan gùi lại không cao, nên nhiều người đã bỏ nghề truyền thống để tìm kiếm công việc khác có thu nhập cao hơn. Dù vậy, lão nông Hoàng Phủ Vàng vẫn lặng lẽ miệt mài, gắn bó và giữ gìn với nghề mà cha ông đã trao truyền lại. Bây giờ ông Vàng cũng đã duy trì được 50 năm rồi. Rất mong coi như là ông Vàng cố gắng để phát huy về những cái nghề đan điệu này để cái nhất là để phục vụ cho bà con, cái thứ hai về cũng phục vụ cho gia đình với là cộng đồng xã hội đấy, để truyền tải cho những cái lớp trẻ sau này nữa. Gia đình ông Hoàng Phủ Vàng cũng là một trong những điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất của thị trấn chúng tôi, đặc biệt là có công góp sức trong việc là giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn thị trấn. Những sản phẩm tinh xảo không chỉ tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình ông Vàng mà còn góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc. Đây cũng là minh chứng cho tâm huyết trong việc giữ lửa nghề truyền thống của những người như ông Hoàng Phủ Vàng nơi vùng cao đất thép Mường Khương. Với sự quan tâm của các cấp các ngành, thời gian qua phong trào văn nghệ quần chúng trên địa bàn huyện Bảo Thắng phát triển mạnh mẽ với nhiều hoạt động phong phú đa dạng, nhiều câu lạc bộ, đội nhóm văn nghệ được thành lập, góp phần quan trọng
trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đội văn nghệ thôn Vi Mã, thị trấn Đông Trường, Phong Hải được thành lập từ năm 2023 với hơn 20 thành viên ở nhiều độ tuổi khác nhau, nhưng có điểm chung là đam mê văn hóa văn nghệ. Dù công việc nhà nông luôn bận rộn, nhưng các thành viên luôn tham gia sinh hoạt đầy đủ, cùng nhau tập luyện, thể hiện tình yêu dành cho những bài ca, điệu múa truyền thống của dân tộc. Khi được ở trong thôn các chị em báo để đi tập luyện thì cũng tranh thủ bớt chút thời gian. Tất cả chị em bảo nhau đi, chị em nào cũng rất thoải mái, cũng rất nhiệt tình, hăng hái mà thích đi ấy chị ạ, vui lắm, học hỏi. Cho tất cả những cái tiết mục nào mà mình tập luyện ấy thì nó thật là đặc sắc, đẹp. Từ thành thị đến các thôn bản vùng cao trên địa bàn huyện, không khó để bắt gặp hình ảnh bà con nhân dân tham gia tập luyện, giao lưu văn nghệ. Hiện nay toàn huyện có 125 câu lạc bộ, tổ đội nhóm văn nghệ. Mỗi câu lạc bộ, đội nhóm đều chứa đựng những giá trị văn hóa rất độc đáo, không chỉ là một kênh nâng cao văn hóa tinh thần lành mạnh cho người dân mà còn góp phần quan trọng trong việc duy trì và bảo tồn các môn nghệ thuật truyền thống. Là cháu rất vui và tự hào khi được học rất nhiều điều của nét đẹp của dân tộc của mình ạ. Khi tập được làm quen với mọi người, cháu cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc khi được tham gia. Lời ca tiếng hát đã giúp các bà các chị trong thôn trong bản là đã trẻ thêm và đã có nguồn động lực để đi sinh hoạt và đi lao động sản xuất hàng ngày. Thời gian tới thì Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bảo Thắng sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện để đầu tư các trang thiết bị và cơ sở vật chất để nâng cấp các nhà văn hóa tại các xã thị trấn, tăng cường công tác tuyên truyền và thành lập mới các câu lạc bộ, tổ đội nhóm văn hóa văn nghệ, tổ chức được nhiều chương trình và hội diễn hơn nữa, tăng cường tình đoàn kết giữa các tổ đội nhóm câu lạc bộ văn hóa văn nghệ để phát triển sâu rộng phong trào văn hóa văn nghệ trên toàn địa bàn huyện Bảo Thắng. Phong trào văn hóa văn nghệ huyện Bảo Thắng được quan tâm phát triển, không chỉ nâng cao đời sống tinh thần nhân dân mà còn tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế văn hóa xã hội tại địa phương, tạo đòn bẩy để huyện thực hiện hiệu quả các chương trình kế hoạch về phát triển du lịch dịch vụ gắn với bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa của các dân tộc tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm đưa vào đào tạo thể thao thành tích cao, bộ môn vật của Lào Cai đang từng bước gặt hái được những trái ngọt. Những tấm huy chương ở đấu trường quốc tế, quốc gia cùng các vận động viên trẻ đầy triển vọng là yếu tố quan trọng để Lào Cai phấn đấu đưa bộ môn vật trở thành môn thể thao mũi nhọn. Tại giải vô địch các lứa tuổi trẻ vật cổ điển và tự do quốc gia năm 2024 diễn ra vào trung tuần tháng 6 vừa qua, đội tuyển vật Lào Cai thi đấu và giành được 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Trước đó cuối năm 2023, vận động viên Lý Tiểu Huệ đã xuất sắc giành huy chương vàng tại giải vật vô địch Đông Nam Á năm 2023 tổ chức tại Campuchia cùng nhiều giải trẻ quốc gia. Khi đạt được những tấm huy chương đấy, em cảm thấy rất là vui và em lấy đấy làm động lực để em tiếp tục cố gắng và phấn đấu trong những giải sắp tới nữa. Đội tuyển vật Lào Cai hiện có 12 vận động viên và 2 huấn luyện viên. Thời gian qua, đội tuyển thường xuyên được đi tập huấn tại các địa phương có thế mạnh về môn vật, đồng thời tham gia các giải đấu. Quá trình tập luyện, các vận động viên đã có sự tiến bộ vượt bậc về kỹ chiến thuật, phát huy được sở trường thế mạnh. Khi bắt đầu được tập luyện bộ môn này, em cảm thấy rất là khó. Nhưng sau khi được trải nghiệm, giao lưu cùng với các tỉnh khác, thì em thấy dễ dàng với em hơn. Em sẽ cố gắng hết mình, cố gắng hơn nữa để cống hiến cho tỉnh nhà và cũng như để khẳng định được bản thân mình trong tương lai ạ. Thông qua những giải đấu như này thì bộ môn cũng nhận định được những vận động viên có tố chất và khả năng phát triển hơn nữa, để có thể tiếp cận được những cái trình độ cao hơn và có thể giành được những thành tích cao hơn trong những giải đấu tiếp theo. Để phát huy thế mạnh của môn thể thao dân tộc này, cùng với tiếp tục phát triển bộ môn vật tại các địa phương, động viên các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh thiếu niên tập luyện, thì ngành thể thao tiếp tục xây dựng đội ngũ huấn luyện viên, đẩy mạnh công tác tuyển chọn, lựa chọn những vận động viên có năng khiếu. Chúng tôi sẽ tập trung những vận động viên tiêu biểu, tiến cử cho những đội tuyển trẻ quốc gia. Mục tiêu là sẽ các em sẽ phấn đấu lên trở thành những vận động viên quốc gia, đạt được thành tích cao hơn
Thì với cái sự quyết tâm của anh em huấn luyện viên, cái sự quan tâm của lãnh đạo trung tâm và sự chỉ đạo sát sao của sở, mục tiêu chúng tôi sẽ là những cái giải vô địch trẻ và vô địch quốc gia trong những năm tới. Những gương mặt vận động viên nổi bật đầy tiềm năng như Lý Tiểu Huệ, Hoàng Thị Thi, Đặng Linh cùng sự tận tâm của ban huấn luyện, tin rằng đội tuyển vật Lào Cai sẽ ngày càng phát triển, trở thành môn thể thao thế mạnh của tỉnh trong những năm tới. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình văn hóa xã hội, chuyên đề văn hóa thể thao của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.